Đây các bạn ơi, ở đây mới còn cái càng tôm hùm, bây giờ mình sẽ đập ăn ha. Mấy cái này là UBC các bạn, mà nó rụng hết nè. Coi coi đập được. Các bạn đây, cái son này nè, để hai bữa rồi đó, rửa không sạch các bạn, rửa không ra luôn, trừ khi với lại nước nước gì mà remover, nước đó thì được mà Marie cũng không remove. Hello các bạn, bạn Emery đã làm xong rồi nè. Thì cái này làm Emery luộc lại với lại nước dừa các bạn. Ở đây thì Emery có chôm chôm Emery luộc sẵn à. Rồi ép cá, ớt. Bữa nay hầm quá mà ồn. Rất là ăn xong Emery sẽ cho hai con mắm xuống dưới chút xíu. Còn ở dưới cũng hầm luôn. Chôm chôm rồi nè, mình mua nhiều quá. Bữa nay là mình không chạy tóc luôn á, cục tóc từ hôm qua để luôn. Không biết. Mình định bỏ rồi đó, tại nhìn cái giỏ lắm. Đen đen á, xấu hả? Nên bọn xã mới kêu luộc ra bên trong nó còn ăn được, còn ngon. Thì luộc ra cái còn ngon. Bây giờ mời các bạn ha. Luộc với lại nước dừa cái ngon quá các bạn ơi. Lâu rồi mình không có, mình không ăn tôm hùm cũng lâu rồi các bạn ơi. Cua này cũng lâu rồi. Hôm qua thì mình có đi chợ Beatrice để mà kiếm cái này để mà ăn các bạn ơi, mà không có. Mùa này thì hải sản, nói chung là hải sản giá cao hơn là bình thường các bạn nhé. Không phải là mùa mà là chắc là do dịch đó. Người dân họ không có đi đánh bắt nhiều á. Rồi đánh bắt xong không ai lấy nó cũng vậy. Cạn đó. Bữa nay dùng răng luôn ha. Nó tốn tiền. Tốn tiền răng tức lắm á. Yes. Rồi rồi. Nó làm đẹp của chú ơi. Mình ăn cái này dễ ăn. Thật sự hồi nãy mình ăn thử rất là dở các bạn. Mà luộc xong á. Nói chung giống kiểu như là mình ăn hồi nãy là nó ví dụ như là 100% cái độ ngon đi. Là mình cảm giác ăn còn có khoảng 40% thôi các bạn ơi, giống kiểu vậy đó. Để đông xong nó mất chất vậy đó. Đồ này đồ đông mà mình tự để đông á
nó sẽ khác với lại so với lại đồ mà mình mua đồ đông các bạn ha. Các bạn mua đồ đông luôn thì ăn nó sẽ ngon hơn là cái này. Các bạn biết sao không? Tại vì đồ đông á, khi mà họ bắt xong á thì họ sẽ làm chín xong rồi đông luôn tại chỗ các bạn, bắt lên là đông luôn, nhưng thường đông cái thịt nó còn ngon. Còn cái này á, lúc mình mua thì cũng tươi sống các bạn, nhưng mà khi mà các bạn mua xong đem về nhà, thậm chí á mua xong đem về nhà nó chết á, là khác hoàn toàn so với lại các bạn nấu nó còn sống với lại nó chết mặc dù là nó mới các bạn ha, nó khác hoàn toàn luôn, và cái thời gian nó vận chuyển nữa, nên thành ra ăn xong thì nó sẽ ngon hơn, hoặc là các bạn có thể mua đồ đông ăn luôn. Tất nhiên là mua đồ đông luôn thì nó cũng không ngon bằng đồ tươi, nhưng mà ý là nó sẽ ngon hơn là mình tự đông. Là mới ăn không hết nên thành ra mới cất á. Cái chân của nó rất là giòn ha, rất là dễ các bạn. Có một loại thì mới có nói hoài rồi, nhưng mà mới vẫn muốn nói cho các bạn biết, cái loại cua cua đá nhìn thì không khác gì mấy, nhưng mà bẻ bằng tay không được. Cái này là bc các bạn không, cua bc nó khác khác hoàn toàn. Cua đá thì mua có nhiều khi lâu lâu nó sale có 2 đồng à, 3 đồng à, 1 pound. Cua này là 14, 15 đồng. Cái rau dừa ăn ngon quá. Coi chê mình đang ngồi đó nữa. Nóng. Con mèo các bạn để ở ngoài lắm, nếu mình cho nó đi chơi nhiều ra ngoài lắm, nó nhanh chết hơn các bạn không, giống như là cái tuổi thọ của nó không có dài. Hoặc là con mèo hoang á là nó chỉ sống được khoảng 8 9 tuổi thôi, con mèo mình nuôi ở nhà á là tới 14 tuổi. Các bạn đừng nghĩ là cái này nó không ngon nha, tại các bạn nói kiểu như là lúc nào cũng ăn nói là không ngon mà ăn hết, nhưng mà mình nói không ngon là mình so sánh với lại độ cái độ tươi của nó không ngon bằng á. Nóng quá.
Nên nói thiệt bản thân của mình á, nếu mà đi ăn ở ngoài á, nhưng mà đi ăn với bạn bè á, mình vẫn thích ăn bốc thoải mái vậy. Nhưng mà sợ cái người mà đi ăn chung với mình á, kiểu như là sợ họ xấu hổ với người khác. Tôi ăn thì rất là thoải mái. Cũng có thể là vì vậy nên thành năm là thích ăn ở nhà. Này một hồi mình ăn, bây giờ mình đi ăn tôm ha. Trong này có thịt nữa nè. Hello, hello. Cái này là của cái càng tôm khoảng 6-7 pound các bạn, không phải là 10 pound. Có nhiều bạn hỏi thích ăn cái càng nữa nè. Nó sực 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 sực. Nên cũng tùy theo người các bạn ơi. Có người thường nói là cái càng còn nói là cái thịt ngon nhất. Nhưng mà riêng bản thân mê thì mê thích ăn cái đuôi hơn. Cái càng này là làm dừng nhiều nhất nè, cũng như là cái tay kia bắt mấy cái con ốc này kia, xong rồi cái này nè nó bóp cái nó thành ra cái thịt nó sực sực hơn là cái đuôi của nó các bạn, nhưng mà mê thì lại mê cái đuôi hơn. Rồi giúp cá còn cuối tuần này thôi. Các bạn thông cảm không? Đổ mồ hôi quá trời luôn. Cay quá. Vừa cay vừa nóng mà ơi.
nước mắt nước mũi. Mê là gắn máy lạnh trong phòng ngủ không mà ồn. Mê không thích ồn. Nè, không có chịu không nổi, chắc là hơi gắn rồi đây. Ăn một lúc hai cái không biết nhảy bên nào luôn. Vừa cay vừa nóng các bạn ơi. Mình sẽ dừng video ở đây ha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Hẹn gặp các bạn trong video tới. Bye bye.